Sự Hào làm gì đó? Đổ mộ là mẹ Sự Hào gì? Con Sáu về. Sự Hồng có nghỉ học đi đổ mộ với ba Thân không? Dạ, đi. Đi hả? Nghỉ học chưa? Dạ rồi. À, mai mai có mai đi nữa. Mai đi vào học buổi sáng rồi mà. Ở ngoài đây ngoài chị. Sao ngày chơi với anh Bảo Tính hả? Cho anh Bảo Tính mượn đi. Hôm 4 rồi đi tổ mộ ở đây rồi 25 lên rồi vô tổ mộ bên nhà bên quê nội. Cho anh mượn xíu đi. Cho anh Bảo Tính lâu lâu mới về. Mượn đây nè. Trời ơi sao không cho anh Bảo Tính chơi? Sơn Hà ơi học giữa chừng bệnh rồi cô giáo gọi rước về. Nóng rồi. Sơn Hồng quay anh Bảo Tính đi. Dạ. Anh Bảo Tính về chơi kìa, quay anh Bảo Tính làm kỷ niệm. Dạ. Bảo Tính ơi. Dạ chị, ấp em Sơn Hồng quay phim cho nè. Con chào đi con chào em đi. Chào chào Bảo Sơn Hà đi, Sơn Hồng đi. Con chào Sơn Hồng đi, chào Sơn Hồng nha. Thẩm bằng Sơn Hà. Anh bánh gì đó Bảo Tính? Bánh gì nè chị? Bán gì á? Cho anh Bảo Tính đi kìa. Lâu lâu anh Bảo Tính mới về mà. Lâu lâu anh Bảo Tính mới về cho anh đây. Bữa nay rủ về nội rồi đi về nội. Nè, thích đi hả? Sao chơi với mình vậy? Anh Bảo Tính kìa. Đi không? Sơn Hà Bảo Tính đi. À, sao vậy? Đâu ẩm đâu bà bạn. Nó chạy. À, đâu bạn. Nó chạy thì sao chịu không nổi hả? Ôi sao con đổ bánh ra rồi? Đang lụm vô. Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng hả? Bánh tráng. Đây nè, đây bánh tráng nè. Coi coi Bảo Tính làm bánh tráng à. Bánh tráng. Nè. Mẹ bỏ vô cho con nha, mẹ không ăn nữa, mẹ cho con nè. Cảm ơn mẹ đi. Trời ơi. Nào ăn tất niên gì hả? Mẹ không có làm tất niên. Gặp bác ạ. Thôi vậy 30 Tết về đây chơi luôn. 30 tối 30 về đây cho mẹ chơi. Rượu ở đây cũng chắc rượu cậu 77 về chơi. À, cũng chơi giao thừa sớm sớm đi rồi ai muốn đi coi pháo bông thì coi. Cái động đường con ngán xe. Ờ mà em thấy xe cộ em ngán quá. Chị ngán xe đó. Giờ đi chơi xong về ngủ à. Ừ. Đây anh Bảo Tính kìa. Bảo Tính làm gì đó? Giá bánh hả? Năm tháng. Bảo Tính hình như không có xích xe. Không, cái con thú. Nè cho con thú này nè, bự nè. Đem đây coi. Xe cũng thích nhưng mà không thích. Rồi, không thích đâu. Con nay đó không? Trời nay nha. Sơn Hà hết bệnh chưa? Hết rồi. Con hết rồi. Hết chưa? Hết chưa? Rồi, hết rồi hả? Ăn đi, vừa tính ăn đi để đó kìa. Dạ, sợ xe cỏ quá trời. Anh Bảo rồi chạy tập thể dục à? Không, mấy nay nghỉ Tết luôn rồi. Dạ. Sơn Hà cũng nghỉ Tết rồi hả? Sơn Hà thì nghỉ Tết luôn rồi hả? À, con nghỉ Tết cơ quyền. Nghỉ Tết cơ quyền hả? Chừng nào con về hỏi đi. Chừng nào con về hỏi đi. Có A hỏi kìa. Có A hỏi Sơn Hà kìa. Chừng nào con về ngoài. Hả? Sơn Hà, có ba hỏi con chừng nào về ngoại rồi quay lại trả lời bác ba nè. Chừng nào con về ngoại? Chừng nào con về ngoại? Dạ, chừng nào con về ngoại? Chừng nào về ngoại Sơn Hà? Bệnh này bị khờ rồi. Bánh tráng. Bánh tráng. Coi anh ăn bánh tráng rồi con không? Thôi. Sơn Hà làm gì đó? Hả? Câu cá. Câu cá hả? Ôi, sao đổ lên đó con? Ủa, Bảo Tính, này anh Bảo Tính à. Hả, em bánh không? Em. Làm bánh tráng. Này tội nguyên hơn là 28 về. Bánh tráng chứ. Tại. Tại làm bánh em tính như vậy. Này bao nhiêu bánh? Này khoảng bao nhiêu phải cơ vậy? Thôi tạm biệt cô chú đi nè. Tạm biệt cô chú nha.